Xin chào toàn thể các quý vị khách hàng. Quý vị khách hàng thân mến, thẩm mỹ Oheo đang điều trị giãn mao mạch ở vùng mũi cho chị Luyến. Một khách hàng thì đã có cái tình trạng giãn mao mạch cách đây khoảng tầm chục năm rồi, tức là rất là lâu rồi. Chị có chia sẻ là da của chị cũng khá là mỏng và yếu này, và trong cái quá trình sinh nở thì cũng tăng cân nhiều, khiến cho cái tình trạng giãn mao mạch của chúng ta bị nặng như cái thời điểm bây giờ. Và chị Luyến cũng xem qua các trang thông tin cũng như là tham khảo các cái trang thông tin thì lựa chọn đến với thẩm mỹ Oheo để có thể điều trị cái khu vực trị giãn mao mạch của mình ở vùng mũi. Và chuyên gia có thể chia sẻ kỹ hơn về cái tình trạng giãn mao mạch của chị Luyến được không ạ? Đối với tình trạng giãn mao mạch của chị Luyến thì ở cái khu vực mũi ấy, thì là một cái tình trạng khá là nặng. Những cái tia mao mạch rất là lớn và tập trung ở phần đầu mũi rất là nhiều. Tuy nhiên là đối với những cái trường hợp như thế này thì thẩm mỹ Oheo cũng đã tiếp nhận rất là nhiều khách hàng bị ở vùng mũi và bị nặng như thế này rồi, thậm chí có những người còn nặng hơn. Thì đối với đáp ứng ngày hôm nay khi mà bắn trực tiếp tia laser lên cái vùng mao mạch thì nó đáp ứng rất là tốt và đông co ngay lập tức tất cả những cái tia, kể cả tia lớn. Vâng. Đó, cho nên là đối với tình trạng của chị thì chỉ cần khoảng tầm 3 đến 4 buổi thì là có thể kết thúc được liệu trình và điều trị được dứt điểm hoàn toàn 100% tình trạng giãn mao mạch của chị. Vâng ạ, tức là 3 đến 4 buổi theo liệu trình của chúng ta đi đều đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ điều trị dứt điểm 100% cái tình trạng bị giãn mao mạch ở vùng mũi. Vâng ạ, quý vị có thể quan sát là những cái tia mao mạch ở trên mũi của chị thì rất là rõ và nó thành những cái tia mao mạch màu đỏ này, như cái sợi chỉ ở phía dưới da đúng không ạ? Và cái điều này thì Linh nghĩ là ngoài việc là rất là ảnh hưởng đến ngoại hình của chúng ta, khiến cho chúng ta cảm thấy là bị mất đi cái sự tự tin của mình. Và nếu như mà ví dụ là chúng ta cũng cần đi ra ngoài thì thường là nếu như vị khách hàng nào phải tiếp xúc nhiều người thì thường là sẽ phải che khuyết điểm. Tuy nhiên là cái việc là che khuyết điểm và sử dụng mỹ phẩm nhiều trên cái vùng mà chúng ta đang bị nhạy cảm thì cũng là điều không nên quý vị nhé. Chị Luyến có chia sẻ là hiện tại thì chị cũng chỉ sử dụng những cái sản phẩm dưỡng thôi, chứ không sản phẩm dùng những cái sản phẩm lột tẩy gì cả để bảo toàn cho cái nền da của mình. Và hiện tại thì chúng tôi đang điều trị với cái phương pháp là Mercury X2020. Thì quý vị có thể thấy là mỗi cái tia xung bắn ra, laser bắn ra thì xung sẽ tác động trực tiếp lên thành mạch và gây co thành mạch và giảm ngay cái tình trạng giãn mao mạch ở trên mũi của chị. Và những cái tia nhỏ nhỏ của chị gần như là đã biến mất hoàn toàn 100% rồi. Đó, quý vị có thể nhìn thấy trực tiếp tại đây ạ. Nhìn thật là kỹ, thật là rõ đây. Thì chúng tôi đang có cho quý vị những cái hình ảnh rất là trực quan tại đây. Và quý vị thân mến, nếu như quý vị đang có tình trạng bị giãn mao mạch vùng mũi này, vùng mặt, tay hay là chân thì quý vị có thể để lại thông tin ở phía dưới livestream này để chúng tôi có thể đưa đến cho quý vị một cái phương pháp chữa trị hiệu quả và phù hợp nhất quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi livestream ngày hôm nay và xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.